Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện Nam, tải ngay Avezac. Xin chào các em. Cô rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 2. Video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Unit 12 at the cafe, ở quán cà phê. Và cụ thể, bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ là Lesson 2. Các em hãy mở sách giáo khoa trang số 52 nào. Như các em có thể quan sát, bài học ngày hôm nay sẽ bao gồm có 3 hoạt động, đó là các hoạt động số 3, 4 và 5. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học với hoạt động số 3 nhé. Activity number 3, listen and chant. Hoạt động này rất quen thuộc với chúng ta đúng không nào? Hát và vỗ tay theo lời bài hát. Trước tiên, mình sẽ cùng nhau nhìn vào bức tranh của hoạt động số 3 này nhé. Các em có đoán được ba nhân vật này chúng ta đã gặp ở đâu không? À, chúng ta đã được gặp gia đình này tại quán cà phê trong Lesson 1. Và ở trong bức hình này thì mọi người cũng đang ngồi ở quán cà phê đó, nhưng mà lại không đứng ở cửa mà là đang ngồi trong một cái bàn có 4 ghế. Vì gia đình có 3 thành viên cho nên một cái ghế bị thừa ra, chúng mình đã nhìn thấy chưa nào? Đó, và mọi người đang cùng nhau thưởng thức cà phê cùng với bánh và những quả nho. Chúng ta có bàn là table, bánh là cake và những quả nho của chúng ta là grapes. Đúng rồi, vừa rồi thì cô đã ôn tập xong cho chúng ta về 3 từ vựng mà mình vừa gặp trong Lesson 1. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào lời bài hát ở phía bên trái và cùng cô đọc lời bài hát 2 lần nào. A cake. A cake. Who's having a cake? A grapes. A grapes. She's having grapes. All right? One more time. Chúng ta cùng đọc một lần nữa nào. A cake. A cake. He's having a cake. A grapes. A grapes. She's having grapes. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau nghe bài hát này nào. Unit 12. At the cafe. Page 52. Lesson 2. Activity 3. Listen and chant. Các em sẽ được nghe bài hát này thêm một lần nữa nhé. Unit 12. At the cafe. Page 52. Lesson 2. Activity 3. Listen and chant. Having
Chúng ta đã được đọc lời bài hát 2 lần và nghe bài hát mẫu 2 lần. Bây giờ cô sẽ bật đoạn nhạc, các em sẽ tự hát theo và vỗ tay theo bài hát này nhé. Hoạt động hát này thì chúng ta sẽ được thực hành hơn khi mà mình học bài ở trên lớp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch bài hát sang tiếng Việt. Cái bánh, cậu ấy đang ăn một cái bánh. Những quả nho, cô ấy đang ăn những quả nho. Cô biết là khi mà cô dịch bài mà cô dịch he's having và she's having thành cậu ấy đang ăn và cô ấy đang ăn thì sẽ có một số bạn thắc mắc là tại sao having cô lại dịch là ăn, bởi vì các bạn học have là có, đúng không nào? Ở trong câu này chúng ta không dịch là cậu ấy đang có và cô ấy đang có, mà lưu ý giúp cho cô là động từ have mang nghĩa là có, chúng ta không sử dụng trong trường hợp tiếp diễn. Mà khi nó ở dạng tiếp diễn như thế này thì câu đó có nghĩa là ai đó đang ăn cái gì. Được chưa nào? Nhớ cho cô nhé. Khi have ở dạng tiếp diễn thì ta hiểu đó là đang ăn một cái gì đó, đang ăn những cái gì đó, chứ chúng ta không hiểu là có cái gì. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động số 4. Yêu cầu của hoạt động số 4 này là listen and circle. Hãy nghe và khoanh tròn. Trong bài tập này chúng ta có 2 câu hỏi và mỗi câu hỏi lại là một đáp án, và tương ứng chúng ta sẽ phải lựa chọn một trong 2 phương án, tức là 2 bức hình đã được sách giáo khoa đưa ra cho chúng ta. Vậy trước khi nghe, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của các bức hình nhé. Trước tiên, câu hỏi số 1. Điểm giống nhau giữa 2 bức hình này đó là nhân vật của chúng ta đều là con trai và ta sử dụng chủ ngữ là he. Ở bức hình A thì cậu ấy đang ăn bánh, còn ở bức hình B thì cậu ấy lại đang ăn táo, đúng không nào? Như vậy, điểm khác nhau ở đây là cậu ấy ăn cái gì? Bức hình A, a cake. Và bức hình B, apples, những quả táo. Chúng ta thêm s. Tiếp theo, câu hỏi số 2 nào. Điểm giống nhau giữa 2 bức hình là nhân vật của chúng ta đều là một bạn gái. Ta dùng she. Ở bức hình A thì bạn nữ này đang ăn nho, còn ở bức hình B thì bạn này đang ăn chuối, đúng rồi. Vậy ta có grapes và banana. Ok. Ở đây chúng ta có 2 quả chuối, vì vậy mình sẽ dùng bananas. Ok. Bây giờ hãy cùng cô nghe và tìm ra phương án chính xác cho từng câu hỏi này nhé. Bây giờ là lần nghe số 1. Unit 12. At the cafe. Page 52. Lesson 2. Activity 4. Listen and circle. 1.
He's having a cake. 2. She's having grapes. 2. Chúng ta đến với lần nghe số 2 nhé. Unit 12. At the cafe. Page 52. Lesson 2. Activity 4. Listen and circle. 1. He's having a cake. 2. She's having grapes. Hai lần nghe của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô hy vọng là các em đã tìm được phương án chính xác cho các câu hỏi này. Bây giờ chúng ta sẽ chữa bài. Unit 12. At the cafe. Page 52. Lesson 2. Activity 4. Listen and circle. 1. He's having a cake. 1. He's having a cake. Cậu ấy đang ăn một cái bánh. Đáp án đúng cho câu số 1 đó là A. Two. She's having grapes. Two. She's having grapes. Cô ấy đang ăn những quả nho. Đáp án cho câu số 2 chúng ta vẫn lựa chọn phương án A. Bây giờ hãy cùng cô nghe lại và kiểm tra đáp án chúng ta vừa làm nhé. Unit 12. At the cafe. Page 52. Lesson 2. Activity 4. Listen and circle. 1. He's having a cake. 2. She's having grapes. Vậy là hai phương án chúng ta vừa đưa ra cho cả hai câu hỏi này đã chính xác rồi phải không các em? Bây giờ, cô sẽ bật lại từng câu trong đoạn băng ghi âm vừa rồi. Nhiệm vụ của các em là hãy cùng cô nhắc lại các câu này nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu số 1 này. 1. He's having a cake. He's having a cake. Câu số 2 nào. 2. She's having grapes. 2. She's having grapes. Như vậy là chúng ta không còn thắc mắc nào nữa đối với hoạt động số 4 này rồi đúng không các em? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động tiếp theo nhé. Activity number 5. Write and say. Hãy viết và nói. Trong hoạt động số 5 này, chúng ta cần phải hoàn thành được các tên cho các bức hình. Bức hình đầu tiên, cái bàn, table. Table, cái bàn. Tiếp theo, bức hình số 2, ta có một chùm nho với rất nhiều quả nho đúng không nào? Và những quả nho trong tiếng Anh sẽ là grapes. Grapes, những quả nho. Tiếp theo, bức hình số 3. Đây là một chiếc bánh rất xinh phải không các em? Và cái bánh trong tiếng Anh của chúng ta là cake. 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 Cái bánh. Và bây giờ, hãy cùng cô phát âm lại các từ này nhé. Table. Cái bàn. Grapes, những quả nho. Cake, cái bánh. Vừa rồi cô đã giúp các em hoàn thành xong các nhiệm vụ
trong ba hoạt động mà chúng ta cần phải hoàn thành của Lesson 2. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.